Thích không? Em thích lắm. Anh, không phải em đã nói rồi sao? Em tự mình đến lấy quần áo là được rồi. Sao anh lại đến đón em? Vừa đúng lúc anh có hẹn với giám đốc Tống bên này, tiện đường đến xem em. Em còn hỏi tại sao anh lại để em đi đặt quần áo. Có phải muốn chuẩn bị tiệc trở lại của em không? Em biết rồi sao? Vốn dĩ còn định cho em một bất ngờ. Đúng rồi, đồ đâu? Bẩn rồi, không muốn nữa. Hơn nữa, em tiện tay khiến một cửa tiệm đóng cửa rồi. Anh sẽ không trách em chứ? Tiểu thư, cho dù cô có làm 10 tiệm đóng cửa, thiếu gia cũng sẽ không trách cô. Ai bắt nạt em gái anh? Em có chịu ấm ức không? Sao em có thể chịu thiệt chứ? Anh à, anh biết không, có một người phụ nữ mạnh miệng khẳng định cô ta mới là em gái anh. Sợ anh bị người ta cướp đi như vậy sao? Đúng rồi, Bùi Tư Diễn có bắt nạt em không? Tên cặn bã như anh ta không xứng để em lãng phí thời gian. Tiệc mừng trở về 3 ngày sau, ngược lại em lại rất mong chờ nhìn thấy biểu cảm khi biết được chân tướng của nhà họ Bùi. Anh à, chuyện gì vậy? Sao lại thần thần bí bí như vậy? Thế nào? Dù không mua được chiếc váy mà em thích, vậy không bằng để anh trai mua cho em. Anh thật tốt. Chọn một bộ đi. Vậy chọn cái này đi, Lý Ngọc Mai, mẹ của Lăng Vũ Ninh. Bộ này là thiếu gia đích thân đặt may riêng, từ nước ngoài mang về, ở trong nước không mua được. Trong yến tiệc còn có một bất ngờ cho em. Khách sạn? Trời ơi, đây là khách sạn 7 sao ư? Con trai, Lăng gia lại bao luôn cả tòa để mở tiệc. Từ lâu anh đã nghe nói chủ tịch tập đoàn Lăng Thạnh, Lăng Hoài Châu rất chịu em gái. Hôm nay xem như anh được tận mắt nhìn thấy rồi. Cái này đã là gì? Chỉ cần em với anh kết hôn, sau này mọi thứ của em đều sẽ là của anh rồi. Đứa con dâu tốt như vậy, ta không thể để người khác cướp đi được. Con trai, quay về chúng ta sẽ chọn một ngày tốt, mau chóng cưới Vũ Ninh về nhà. Kia là Lâm Mạn ư? Cô ta cũng xứng đến người này sao? Sau khi ly hôn lại càng ngày càng xinh. Không phải. Anh Dương Diễn, người đấy không phải là ông già trong bức hình em gái anh gửi sao? Nhanh như vậy đã tìm được đùi để ôm rồi. Sao cô ta lại mặc bộ đồ mà hôm qua anh trai tặng mình? Lâm Mạn, cái loại không biết giữ nữ đức như mày, mới ly hôn với con trai tao vài ngày lại đi dựa dẫm vào một ông già. Mẹ, không thủ nữ đức, tôi ly hôn với con trai bà còn phải thay anh ta hiếu thuận 3 năm. Gì à? Nói không chừng người phụ nữ này đã lén lút qua lại trước khi ly hôn. Dâm phụ, dám đội sừng lên đầu tôi, hỗn sực, giữ mồm miệng cho tốt. Có biết đang nói chuyện với ai không? Dâm phụ, cắm sừng. Bùi gia các người đúng là biết cách đổi trắng thay đen. Thật không biết người bị tôi bắt tại giường là ai, người bị tôi dùng roi đuổi ra ngoài bị người khác chê cười lại là ai. Sớm đã nghe nói người nhà họ Bùi vô liêm sỉ, không ngờ lại đạt đến trình độ như vậy. Các người có tư cách gì tham gia bữa tiệc này? Lão già nói năng hỗn sực như ông, biết Vũ Ninh nhà chúng tôi là ai không? Làm loạn gì vậy? Bữa tiệc của thiên kim nhà họ Lăng sắp bắt đầu rồi, người không liên quan xin mời ra ngoài. Vũ Ninh, tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi. Người dư thừa thì ở đây đi. Tiểu thư, 3 năm qua người sống như thế này sao? Đúng là chịu quỷ khuất rồi. Người nhà này đơn giản là muốn gây sự, không phân thị phi. 3 năm qua xem như tôi mù mắt. Chú Dương, tôi không sao. Đúng rồi, không phải anh tôi bảo chú đi lấy văn kiện quan trọng sao? Chú quay về trước đi. Thiếu gia nói xong việc sẽ đến đây ngay. Mình phải tìm ra tại sao Lăng Vũ Ninh lại mặc đồ của mình. Tiệc mừng trở về. Con trai, rất nhiều người khom người cúi đầu khi chúng ta đi qua.
Thật là oai phong. Đó là điều đương nhiên. Bây giờ cả cái Nam Thành này, ai mà không biết anh Từ Diễn sắp ký hợp đồng chục tỷ, trở thành con rể xuất sắc của nhà họ Lăng. Vũ Ninh, em nhìn xem, có phải Dương Miện mà anh trai chuẩn bị cho tiệc mừng quay về của em không? Anh nghe nói trên đây đính 212 viên trân châu và 1998 viên kim cương. Đúng vậy, cái đó đúng là anh trai em chuẩn bị cho em. Nói dối. Nói dối. Lâm Mạn, đây là bất ngờ mà anh trai nói sẽ tặng mình trong tiệc mừng trở lại. Cô nói cái này là chuẩn bị cho cô sao? Đúng là không có liêm sỉ. Cái này, cô ta, chuyện này là sao? Sao cô ta lại đội Dương Miện? Chẳng lẽ cô ta thật sự là đại tiểu thư của Lăng gia? Tôi thấy 8 phần là giả. Thiên kim nhà họ Lăng sao lại mang họ Lâm? Nghe nói thiên kim của Lăng gia vẫn luôn khiêm tốn, chưa từng lộ diện. Một người không rõ nguồn gốc lại ngang nhiên đội Dương Miện lên đầu, đúng là ăn phải gan hùm mật hổ. Xem ra tiện nhân này cũng đang giả giờ. Được lắm, dám cướp đồ của tôi, kẻ nghèo hèn nhà cô còn dám cướp địa vị và Dương Miện của Vũ Ninh, mau cút ra ngoài cho tôi. Cái gì? Tôi mới là thiên kim Lăng gia. Cô ta chẳng qua chỉ là một người giao hàng, dám ở đây giả giờ giả dịch. Đã thấy nhiều người không cần mặt mũi, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Lăng Vũ Ninh, cô diễn đến nghiện rồi sao? Lâm Mạn, cô chỉ là một con đàn bà suốt ngày chỉ biết giặt đồ nấu cơm, bị tôi đuổi ra khỏi nhà. Vì cô dựa vào việc bán thân để bước vào bữa tiệc này, tôi không nói nữa. Còn ở đây giả khùng giả điên, cố gắng thu hút sự chú ý trước mặt các quyền quý của Nam Thành. Tôi biết cô muốn tôi hồi tâm chuyển ý. Tôi nói cho cô biết, không đời nào. Có chuyện gì vậy? Thứ đần độn. Thứ đần độn. Lâm Mạn, trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là tiểu tam. Anh Tư Diễn không yêu cô lại chạy đến náo loạn trong tiệc mừng trở lại mà anh trai tổ chức cho tôi. Cô đây không phải đang làm khó chúng tôi sao? Thì ra là một quá phụ không quyền không thế đến đây làm loạn. Tôi nhận ra chiếc váy này. Lúc trợ lý của Lăng Tổng đến lấy đồ, tôi đã gặp cậu ấy. Nói rằng là đồ của Lăng Tổng chuẩn bị cho em gái. Sớm đã nghe nói Bùi công tử sắp một bước lên mây. Xem ra cô vợ trước này đến gây chuyện chính là muốn đòi thêm chút tiền. Vũ Ninh về rồi sao? Về rồi thì mau đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Đợi đã, đồ tôi bảo bà lấy đâu? Con gái, đừng bảo mẹ đi trộm đồ của đại tiểu thư nữa. Bây giờ đại tiểu thư quay lại rồi, ngộ nhỡ bị phát hiện, mặt mũi của mẹ biết để đâu. Im miệng, phiền chết đi được. Người ta có tiền, quần áo nhiều như vậy, lấy 1-2 bộ thì có làm sao? Nhiều năm như vậy chẳng phải vẫn chưa bị phát hiện sao? Mau đi nấu cơm đi. Đi đi. Lâm Mạn, tôi biết cô yêu anh Tư Diễn, làm trâu làm ngựa cho anh ấy 3 năm. Cô không nỡ buông tay nên mới tới đây làm loạn. Chỉ cần bây giờ cô rời khỏi đây, tôi sẽ không truy cứu nữa. Rời đi. Nếu tôi đi rồi, tiệc mừng trở về này tổ chức cho ai? Một kẻ nghèo hèn như cô ta, chưa từng làm đại tiểu thư, chạy đến tiệc của cháu gây loạn. Cháu lại không truy cứu. Vũ Ninh, cháu đúng là lương thiện. Bác gái, dù sao cháu cũng là một đại tiểu thư cao cao tại thượng. Cô ta chỉ là một kẻ thuộc tầng lớp thấp nhất. Sao cháu có thể chấp nhặt với người như cô ta? Không biết sống chết, còn không mau cút đi. Ngay cả một người đàn bà nội trợ cũng dám xúc phạm gia tộc tài phiệt hàng đầu như Lăng gia. Đúng là một kẻ ngốc không biết trời cao đất dày. Tiệc của thiên kim đại tiểu thư Lăng gia mà cũng dám tới gây rối, cô ta chết chắc rồi. Cút ra ngoài. 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 Được. Được. Tiện nhân nhà cô làm cái gì vậy? Cô, cô trộm đồ của tôi, giả mạo thân phận của tôi. Một cái tát vẫn còn nhẹ đó. Vũ Ninh, em không sao chứ? Lâm Mạn, cô còn chê chưa đủ mất mặt sao? Dám đánh Vũ Ninh, cô xong đời rồi. Bùi Tư Diễn, 3 năm trước tôi che giấu thân phận, sử dụng thân phận thực sự sẽ khiến cho anh áp lực. Thật không ngờ phát hiện ra bộ mặt xấu xa của nhà các người. Hơn nữa, sao tôi lại không thể đánh cô ta? Lâm Mạn, vốn dĩ tôi có ý định tha cho cô lại dám đánh tôi. Được lắm, bảo an.
Mau lôi kẻ giả mạo này ra ngoài, đánh chết cô ta cho tôi. Sau đó giữ cho cô ta chút hơi tàn, dứt ra đường cho tôi. Để tôi xem kẻ nào dám. Để tôi xem kẻ nào dám. Là Dương quản gia của nhà họ Lăng. Nghe nói Dương quản gia ở bên cạnh lão gia nhà họ Lăng mấy chục năm, tài sản đã hơn chục tỷ, danh tiếng cô không nhỏ đâu. Thật sự là vậy. Tiểu thư, khiến cô hoảng sợ rồi. Con trai, mẹ thấy con tiện nhân này chính là cặp kè với Dương quản gia nhà họ Lăng. Mẹ, tôi đang tự hỏi một độc phụ như cô sao dám kiêu ngạo như vậy. Thì ra đã bám được đại nhân vật như vậy. Giờ giờ về quản gia là người bên cạnh của Lăng lão gia liền áp đảo Vũ Ninh. Lâm Mạn, đừng tưởng bám vào một quản gia leo lên giường ông ta liền có thể leo lên đầu bổn tiểu thư. Các vị, các người đều nhìn rõ mồn một. Người phụ nữ này lúc đánh tôi ngạo mạn bao nhiêu. Đúng vậy, hôm nay là tiệc mừng trở về của Lăng đại tiểu thư. Quản gia cũng không bảo vệ được cô, làm loạn yến tiệc, tội không thể tha. Nghe rồi chứ? Nhưng mà dựa trên thân phận của quản gia, Lâm Mạn, nếu cô quỳ xuống lạy ba cái, sau đó bò và đưa Dương miệng đến đây. Quỳ xuống xin lỗi. 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 Đúng là một lũ mù mắt. Các người có biết cô ấy là ai không? Dương quản gia, tôi thấy hôm nay ông có muốn bảo vệ nó cũng không bảo vệ nổi đâu. Vũ Ninh nhà chúng tôi mới là thiên kim đại tiểu thư, còn cô ta chỉ là một kẻ giao hàng bị nhà chúng tôi bỏ mà thôi. Xem ra cô chưa đến sông Hoàng Hà chưa biết sợ. Anh, em gái anh bị người ta bắt nạt rồi. Cô biết Lăng Hoài Châu là ai không? Tổng tài của tập đoàn Lăng Thạnh, hội trưởng trẻ tuổi nhất của cả thương hội, quyền lực ngút trời. Còn cô chỉ là một người vợ như một con kiến, bị Bùi gia chúng tôi bỏ. Cô giả vờ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Em thấy chắc cô ta có chứng quan tưởng. Tùy tiện gọi một cuộc gọi liền nói gọi cho anh trai em. Đứng trước mặt em gái thật sự là em đây, đặt điều gây sự. Đúng là không có liêm sỉ mà. Lăng Vũ Ninh, cô có thể trộm quần áo, anh trai tôi cô cũng muốn cướp hay sao? Lâm Mạn, cô làm loạn đủ chưa? Làm loạn? Bùi Tư Diễn, anh có tư cách gì để tôi làm loạn với anh? Khoảng cách giữa tôi và anh bây giờ như bùn với mây. Như bùn với mây. Nếu như hôm nay Lăng Hoài Châu đến thật, tôi sẽ đứng trước tất cả những người quyền quý ở Nam Thành dập đầu tạ tội với cô. Cái thứ không biết sống chết đứng đây sủa bậy. Tôi thấy cô chính là thấy con trai tôi sống tốt hơn cô, sắp trở thành con rể của gia đình giàu có, cố tình phá hỏng chuyện tốt của nhà chúng tôi. Mẹ, tiểu thư, quen với loại người như các ngươi mới là mất mặt. Ông chỉ là một con chó giữ cửa mà thôi, không có chỗ để cho ông lên tiếng. Chú Dương, con chó này cắn chú một cái, ông có muốn cắn lại nó một cái? Vâng. Lăng Vũ Ninh, thời gian diễn của cô vẫn còn 3 phút. Lâm Mạn, thật không ngờ cô còn biết diễn hơn cả tôi. Nhưng miệng này của tôi chắc rồi. Các vị ở đây đều là những người quyền quý ở Nam Thành. Hôm nay bị một người vợ bị bỏ rơi có thân phận thấp kém, dựa vào việc cặp kè với Dương quản gia, mạo danh thân phận của tôi, khiến mọi người quay mòng mòng. Nếu việc này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của giới thượng lưu Nam Thành biết để vào đâu. Không bằng các vị xé đồ của cô ta để làm gương. Để làm gương. Lăng tiểu thư nói rất đúng, nếu bị truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhạo sao? Lăng tổng tổ chức tiệc mừng trở về cho em gái lại bị thứ rác rưởi dưới đáy xã hội này quỷ. Nếu Lăng tổng tức giận, sợ rằng sẽ giận cá chém thớt liên lụy đến chúng ta. Muốn đấu với tôi sao? Cô còn non lắm. Được rồi, nếu các người ai có thể lấy Dương miệng trên đầu cô ta xuống, tôi sẽ bảo anh tôi đáp ứng một điều kiện. Lăng Hoài Châu một lời ngàn vàng. Đã từng có người nguyện dâng 80% tài sản của tập đoàn chỉ cầu gặp mặt một lần. Bây giờ chỉ cần lấy được Dương miệng liền có thể có được một lời hứa của Lăng tổng. Có được một lời hứa của Lăng tổng ở Nam Thành chẳng phải là một bước lên mây sao? Để tôi, để tôi. Tiện nhân, để xem cô còn diễn đến lúc nào. Mẹ, con đàn bà điên nhà cô không có chút quan hệ nào với Bùi gia chúng tôi. Lên đi, tôi xem ai dám. Đi chết đi. Ông già này, để tâm đến tiểu tình nhân như vậy sao? Dương miệng là của tôi. Là của tôi. Là của tôi. Là của tôi. Nhanh đưa tôi. Tiểu thư,
Chủ tịch tập đoàn Lăng Thạnh tới. Dừng tay. Thật sự là chủ tịch Lăng tổng đến rồi. Vừa hay, chúng ta mau bắt tên giả mạo em gái tổng tài tại chỗ. Sao Lăng Hoài Châu lại đến đây rồi? Con đàn bà đáng chết. Nếu không phải giả vờ làm đại tiểu thư với tôi, cướp dương miệng của tôi, tôi sớm đã có thể đi rồi. Chào Lăng tổng, tôi là Bùi Tư Diễn, nghe danh đã lâu. Thứ không có mắt, dám chắn đường của chủ tịch chúng tôi. Tôi là em rể của Lăng tổng, nên Lăng tổng mới tặng tôi một đơn hàng 10 tỷ. Con trai, con không sao chứ? Sao các người lại đánh người rồi? Em rể, cậu cũng xứng sao? Anh Hoài Châu, tại con tiện nhân lâm mạng này khiến bữa tiệc mừng trở lại của Lăng tổng tổ chức cho Vũ Ninh loạn thế này. Lão tử làm sao có thể một người vợ cũ buồn nôn như vậy? Tiện nhân nhà cô làm loạn trong bữa tiệc mừng trở về bắt nạt Vũ Ninh, làm hại tôi đắc tội với Lăng tổng. Mau bỏ dương miệng xuống, hai tay dâng lên cho Vũ Ninh. Tiểu thư, con trai, con không sao chứ? Sao cậu lại đánh người? Mẹ. Con trai, đau không? Các người còn có dương pháp không? Rõ ràng là tiện nhân lâm mạng này khiến bữa tiệc loạn thành thế này, chỉ vào đâu mà đánh con trai tôi? Mọi người đến xem, Lăng gia dùng quyền thế bắt nạt người. Mau đuổi đám người không có mắt này ra ngoài cho tôi. Dân. Mẹ, thả tôi ra. Con trai, tôi làm gì vậy? Con trai, anh làm gì vậy? Tôi là em rể của Lăng tổng, biết tôi là ai không? Con trai, dừng tay. Biết tôi là ai không? Cút cho tôi. Các người. Con trai, con không sao chứ? Anh, chuyện này là sao? Không phải hai người đang ở tiệc sao? Kỳ kỳ, sao bây giờ con mới đến? Không phải là tại thứ đê tiện lắm mạng đó sao? Anh đến muộn rồi. Một bữa tiệc vui vẻ bị chồng cũ của em làm loạn như thế này. Vừa rồi nên trực tiếp để Bùi gia phá sản. Anh cũng nhìn thấy dáng vẻ làm càng làm bậy của bọn họ vừa rồi. Nếu anh thực sự làm như vậy, chắc chắn không chỉ làm loạn như vậy, cũng không có lợi gì cho Lăng gia chúng ta. Lăng tổng, anh đừng để bị lừa. Cô gái này mạo danh em gái anh. Đúng vậy Lăng tổng, cô ta còn dám đổ dương miệng của em gái anh. Chúng tôi chỉ muốn giúp anh lấy lại dương miệng. Đúng vậy, loại người này không xứng được thương hại. Bọn họ dập trần lâm mạng xong sẽ đến được mình. Lăng Hoài Châu vừa rồi ra tay với Bùi Tư Diễn nặng như vậy, nếu phát hiện ra mình, không được, không được. Đúng vậy, đây là Lăng tiểu thư đích thân hứa với chúng tôi, ai lấy được dương miệng sẽ đáp ứng một điều kiện. Lăng tổng, bao đuổi người phụ nữ giả danh tiểu thư ra ngoài. Ai dám đuổi em gái tôi? Cô ấy mới là em gái của tôi. Em gái? Cô ấy là em gái của Lăng tổng. Vậy vị tiểu thư họ Lăng vừa rồi, vị này mới là tiểu thư Lăng gia chúng tôi. Các người đều bị lừa rồi. Người giả mạo em, anh sẽ xử lý. Anh, chúng ta về nhà đi. Em có việc muốn xác nhận. Anh Tư Diễn. Anh Tư Diễn. Vũ Ninh, sao em lại ra đây rồi? Không phải cô bị đuổi ra ngoài đấy chứ? Không phải cô bị đuổi ra ngoài đấy chứ? Kỳ kỳ, có nói chuyện kiểu gì vậy? Vũ Ninh người ta là Lăng gia đại tiểu thư đấy. Anh Tư Diễn, anh không sao chứ? Chỉ trách anh hai quá để tâm đến em. Hôm nay bữa tiệc anh ấy chuẩn bị cho em, lại bị vợ cũ của anh làm loạn như vậy. Vũ Ninh, em quay về giải thích với Lăng tổng, anh và Lâm Mạn đó không có chút quan hệ nào. Anh chỉ yêu một mình em. Gì vậy chứ? Người ta mất 2 tiếng để trang điểm, ngay cả mặt của Lăng tổng cũng chưa thấy. Chị Vũ Ninh, chị hãy dẫn em vào xem đi. Bây giờ anh trai chị đang rất tức giận. Nếu bây giờ vào không hay lắm. Không phải Lăng tổng là một người cuồng em gái sao? Mang em vào thì sao chứ? Đợi chút, phế vợ Lâm Mạng vẫn chưa bị đuổi ra ngoài, lại không dám mang tôi vào. Không lẽ chị mới là kẻ giả mạo? Nha đầu chết tiệt, con nói năng kiểu gì vậy? Anh con bị đuổi ra ngoài, Vũ Ninh người ta có lòng tốt đến an ủi, sao con lại dám nghi ngờ người ta? Mẹ, con nói sai gì chứ? Tiểu thư Lăng gia như cô ta còn có thể nhìn trúng anh con. Đủ rồi, Vũ Ninh có thể nhìn trúng anh hoàn toàn là do mị lực của anh. Nếu không phải tiểu tiện nhân Lâm Mạn phá hỏng việc, anh có thể đắc tội với Lâm tổng khiến anh ấy tức giận sao?
Nếu đã như vậy, không bằng qua 2 ngày nữa để em cùng với anh trai đích thân đến Lăng Gia chào hỏi, xin lỗi đàng hoàng, nhân tiện xem nơi ở sang trọng của chị. Nếu như vậy, không bằng qua 2 ngày nữa để em cùng với anh trai đích thân đến Lăng Gia chào hỏi, xin lỗi đàng hoàng, nhân tiện xem nơi ở sang trọng của chị. Tuần sau chính là ngày ký kết hợp đồng chục tỷ của anh. Lúc đó chắc là anh trai em đã nguôi giận rồi. Kỳ Kỳ nói đúng lắm. Con trai, nếu Lăng tổng tức giận, chúng ta sẽ không được lợi ích gì. Cũng đúng. Nếu con đích thân đến chào hỏi, nói với Lăng tổng con và Lâm Mạn không có chút quan hệ gì mới đủ chân thành. Anh không thể để việc gì cũng để em một mình gánh vác. Cái này, Vũ Ninh, không phải là con trách con trai cô nên không muốn đưa nó về nhà đấy chứ? Hay là chị căn bản không phải là thiên kim Lăng gia? Cô nói linh tinh cái gì vậy? Sao có thể? Tôi chính là thiên kim Lăng gia, Lăng gia đại tiểu thư. Nếu các người không tin, không phải là nhà tôi sao? Tôi đưa các người về là được chứ gì? Dì Lý, sao vậy Lâm Mạn? Vừa về đã kéo anh đến phòng thay đồ. Dì Lý, nhờ dì mở cửa giúp tôi. Dì Lý. Dân, tiểu thư. Rốt cuộc chiếc váy mà Lăng Vũ Ninh mặc có phải của mình không? Rốt cuộc chiếc váy mà Lăng Vũ Ninh mặc có phải của mình không? Sao bộ lễ phục này lại ở đây? Không phải. Được rồi Mạn Mạn, em đừng nghĩ nhiều, em đã mệt cả ngày rồi. Em đã mệt cả ngày rồi. Lùi xuống đi. Bộ đồ mà người giả mạo thân phận của em mặc chính là chiếc váy này. Đúng rồi, em còn nghe cô ta gọi anh là anh Hoài Châu. Không nghe thấy. Anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Vừa hay cô ta cũng họ Lăng, cho nên những người ở bữa tiệc đều xem cô ta là thiên kim tiểu thư. Hay là em đổi lại thành họ Lăng đi, cũng không cần theo họ của mẹ. Dù sao thì ba cũng cảm thấy, cho dù em mang họ gì, em cũng đều là con gái bảo bối của ông ấy. Lúc mẹ sinh em ra, mất máu quá nhiều vì khó sinh mà mất. Theo họ của mẹ cũng rất tốt. Bỏ đi, không nghĩ đến những người ngu ngốc cực điểm đấy nữa. Nhớ nhà rồi thì ăn một viên kẹo đi. Hay quá, chúng ta về nhà rồi. Lão gia. Mạn Mạn, đây là anh Hoài Châu. Ba của anh Hoài Châu là chiến hữu tốt của ba. Ba mẹ của anh Hoài Châu đã đến một nơi rất xa. Sau này anh ấy sẽ là anh trai ruột của con. Có thích không? Nào nào, nắm tay nào. Chào anh trai. Chào em gái. Tốt quá rồi, đi ngủ đi. Anh trai, nếu nhớ nhà, hãy ăn một viên kẹo. Cảm ơn em. Đừng khách sáo. Cảm ơn anh trai. Thật sự xem anh là anh trai rồi. Em... anh... Thiếu gia, Đống sự trưởng gọi điện đến. Lát nữa nhớ xuống ăn cơm. Mình nghĩ linh tinh gì vậy? Sau khi ba biết em quay về, gấp gáp muốn đến thăm em. Anh để ba dưỡng bệnh trước, vẫn đang ở nước ngoài, tháng sau mới quay lại. 2 ngày này tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp biệt thự số 1, khu ngoại thành phía đông. Được. Em cũng đi. 2 năm nay sức khỏe của ba không tốt, đều là do em trước đây tùy hứng, rời khỏi nhà không ở bên ông ấy nhiều hơn. Anh, lần này em muốn đích thân tới biệt thự mà ba ở, dọn dẹp một chút. Được. Ngày nào cũng ăn canh cá, không có món nào khác sao? Khó ăn chết đi được. Gần đây cá rất rẻ. Đợi mẹ lấy lương sẽ mua đồ ngon cho con. Được rồi, biết rồi. Chút tiền lương ít ỏi đó của bà không bằng một chiếc túi của tôi.
Được, vậy thì tới nhà tôi, đưa cô theo là được. Khó khăn lắm mình mới ôm được chiếc đùi lớn Bùi Tư Diễn. Nếu anh ấy nhìn thấy căn nhà rách nát này của mình, biết được mình không phải thiên kim đại tiểu thư gì, giấc mơ bước vào nhà giàu của mình sẽ tiêu tùng. Mẹ, có phải hai hôm nay mẹ phải đến dọn dẹp biệt thự gì không? Biệt thự số 1 khu ngoại thành phía đông. Lát nữa đừng tới dọn dẹp nữa, bạn tôi đến rồi. Chủ Ninh, con đưa bạn đến tham quan xong biệt thự thì hãy mau rời đi. Nếu để Lăng tổng biết, hai mẹ con chúng ta sẽ xong đời. Vũ Ninh, chúng ta sắp đến rồi. Biết rồi, biết rồi. Dọn xong mau đi đi. Tôi không muốn lúc họ đến nhìn thấy mẹ tôi làm bảo mẫu. Đứa trẻ này, đồ trong phòng đừng có động vào, đều là đồ của Lăng tổng tặng cho. Dì à, để cháu giúp dì dọn dẹp. Đại tiểu thư như vậy không được, sao có thể để cô động tay chứ? Không được. Giúp ba dọn dẹp phòng có tính là gì? Đúng rồi, cháu thấy sắc mặt của dì hôm nay không tốt, dì quay về nghỉ ngơi đi, để cháu làm cho. Vậy vất vả cho cháu rồi. Anh Tư Diễn. Vũ Ninh, thì ra nhà em là biệt thự số 1 khu ngoại thành phía đông, khu vực đắt đỏ nhất của Nam Thành. Như thế này cũng quá hào hoa rồi. Trời ơi, nghe nói khu đông ngoại ô số 1 tất đất tất vàng. Những người có thể sống ở đây đều là những thương gia hoặc tổng giám đốc giàu có. Cái này có tính là gì? Đây là nơi nhỏ nhất trong những căn nhà mà anh trai tặng em. Lăng tổng đối với em gái thật tốt. Em thật không ngờ lại có thể đặt chân vào đây. Chị dâu, mấy ngày trước nói chị không phải là đại tiểu thư là em không đúng. Chị ngàn dặn lần đừng có chấp nhận với em. Sao chị có thể để ý chứ? Hôm nay đến đây hãy xem như nhà của mình. Đây, chính là nhà của chị. Đi thôi, đi. Đấy là Lâm Mạn. Lâm Mạn, sao các người lại ở đây? Sao ở đâu cũng thấy cô vậy? Phá hủy tiệc mừng trở về của Vũ Ninh, khiến tôi mất mặt trước Lăng tổng. Lão tử còn chưa tìm cô tính sổ. Toàn bộ khu vực này đều là khu của người giàu. Một kẻ nghèo hèn như cô lại dùng chiêu trò gì để lén vào đây? Chị dâu, còn cần phải nói sao? Người như Lâm Mạn, ngay cả những người đàn ông lớn tuổi cũng không ngại làm chuyện đó. Đến đây chắc chắn là gì có thể câu cá to hơn, một bước bay lên trở thành phượng hoàng. Bùi Tư Kỳ, sao trong đầu cô đều là những chuyện bẩn thỉu như vậy? Còn có cô, nhà cô ở bên bờ biển sao? Quản nhiều chuyện như vậy? Tôi biết rồi, chắc chắn là lão quản gia đó đá cô rồi. Cô còn không có cách nào liền đến đây dọn dẹp, dọn sạch một chút. Chị dâu, cô ta và chúng ta không cùng một đẳng cấp nữa rồi. Đừng lãng phí thời gian với cô ta nữa. Chúng ta vẫn là mau vào nhà chị xem. Đúng vậy, A Kỳ nói rất đúng. Vừa nhìn liền xui xẻo. Vũ Ninh, chúng ta đi. Đây là nhà em. Nhà chị lộng lẫy vậy sao? Đây không phải nhà mình ư? Đây là nhà tôi. Ý cô là gì? Âm hồn bất tán không chịu dứt đúng không? Lâm Mạn, nếu đầu cô có vấn đề, cô đến khoa thần kinh khám xem. Tiệc mừng trở lại giả giờ làm thiên kim vẫn chưa đủ, nên theo đến tận nhà của Vũ Ninh phải không? Một kẻ giao đồ ăn để ly hôn với anh tôi còn bám mãi không dứt, không biết liêm sĩ. Mau cút đi cho tôi. Chị dâu, mau mở cửa đi, để chúng em xem nhà chị trông như thế nào. Đừng để ý đến người này. Mật khẩu sai. Mật khẩu sai. Vũ Ninh, chuyện này là sao? Chuyện này chắc em nhập sai rồi, đem nhập thêm một lần nữa. Mật khẩu sai. Không phải chứ, mật mã mà mẹ nói với mình chính là mật mã này. Để tôi. Cô cho rằng cô là nữ chủ nhân sao? Tại sao tôi lại không phải nữ chủ nhân? Xác thực thành công. Chị dâu, chuyện này là sao? Sao Lâm Mạn lại có mật khẩu nhà chị? Chuyện này tôi nhớ ra rồi. Hôm nay anh trai gọi điện cho tôi, nói sẽ có bảo mẫu đến. Thì ra là cô. Chả trách cô có mật khẩu nhà tôi. Lăng Vũ Ninh, cô nhập vai hơi sâu rồi đấy. Ai là bảo mẫu nhà cô? Sao cô dám ăn nói với chủ nhân như vậy? Anh trai tôi tốt tính, cô làm loạn với tiệc của tôi cũng không trách cô. Còn giới thiệu việc cho cô nên biết đủ đi. Thì ra là một bảo mẫu. Chả trách vừa rồi còn ở đây quét dọn. Thứ quê mùa, quả nhiên từ trên trời xuống dưới đều dọn dẹp sạch sẽ. Mau chóng dọn chỗ kia cho sạch đi. Nghe rõ chưa? Mau dọn cho sạch. Nếu dọn không sạch thì cởi bộ đồ này của cô ra, lau sạch cho tôi.
không hổ là khu hạng nhất khu vực ngoại ô phía đông. Chị dâu, nhà chị sang trọng quá. Vũ Ninh, lúc nào Lăng Tổng trở về? Tuần sau là lấy ký kết hợp đồng rồi. Anh cần phải giải thích rõ cho Lăng Tổng về bữa tiệc hôm ấy. Anh trai em hôm nay có nhiều cuộc họp, tối nay chắc không về. Anh Tư Diễn, anh yên tâm, anh trai em không nhỏ nhen như vậy, anh ấy đã không còn giận nữa rồi. Thật sao? Sao cô không ở ngoài kia dọn dẹp? Ai cho phép cô vào? Sợ là cô ta cả đời cũng chưa được sống trong ngôi nhà tốt như vậy, nên cũng muốn đến mở mang tầm mắt. Lâm Mạn, cô đừng có hết lần này lần khác quấy rối tôi và Vũ Ninh. Có người vợ cũ như cô chính là sự nhục nhã của tôi. Là ai cho các người vào đây? Một người dọn dẹp lại ngồi trên sofa. Được lắm, đợi anh tôi về, việc đầu tiên là sa thải cô, thứ bẩn thỉu. Lâm Mạn, cô bắt nạt Vũ Ninh nhà chúng tôi, cô ấy mềm lòng không muốn động đến cô. Nếu cô còn dám bất kính với Vũ Ninh nhà chúng tôi, cẩn thận tôi đánh cô ra khỏi đây. Đừng động, bỏ xuống, chiếc túi này rất đắt. Tôi chỉ xem chứ không động lung tung. Tư Kỳ, trời ơi, đồ cao cấp như vậy cộng lại cũng hơn mấy trăm triệu. Lâm Mạn, một hạ nhân như cô nhìn thấy những thứ này có phải ngưỡng mộ lắm không? Những thứ đó là của cô ta ư? Đương nhiên không phải. Những thứ này toàn bộ đều là anh trai tôi mua cho tôi. Những món này chỉ là một phần nhỏ trong những món quà anh ấy tặng cho tôi mà thôi. Anh cô,